tin thời tiết hôm nay đáng chú ý, với nhận định nắng nóng gay gắt diễn ra khắp nơi, nhiệt độ lại tăng hơn so với hôm qua, trời khô khốc. Tại Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình xảy ra nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C và có nơi trên 39 độ C. Vùng núi từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, các tỉnh Quảng Bình, Phú Yên và Tây Nguyên nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 35 đến 37 độ C và có nơi trên 38 độ C. Nam Bộ cũng nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C và có nơi trên 38 độ C. Hôm nay nhiệt độ trên cả nước đều tăng hơn 1 đến 2 độ C so với hôm 15 tháng 4. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 19 đến 20 tháng 4 thì khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 cho đến 4 độ C, thậm chí là cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông, đường nhựa.